không gian cổ kính gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những cổ vật với tuổi đời hàng nghìn năm. Nơi bạn có thể trực tiếp trải nghiệm trở về với lịch sử. Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội có diện tích 20 ha, là nơi ghi đậm dấu ấn những giá trị biểu đạt văn hóa và những sự kiện mang tầm vóc ý nghĩa toàn cầu. Đoan Môn là một công trình đồ sộ bậc nhất của Hoàng thành Thăng Long. Khi xưa, cổng Đoan Môn là một vị trí vô cùng quan trọng, bởi bước qua cánh cổng này chính là bắt đầu bước vào khu vực cấm thành. Ngày nay, bước qua cánh cổng Đoan Môn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một công trình rất đặc biệt. Các nhà khảo cổ học đã khai quật vào năm 1999 và phát lộ ra một hệ thống con đường hay là gọi là trục chính tâm, trục thần đạo hay con đường ngự đạo của các triều đại phong kiến, thời Lý, thời Trần, thời Lê. Và điều này để hoàn thiện một cái giả thiết là trên cùng một vị trí thì ba triều đại khác nhau vẫn nằm trên một vị trí này. Vị trí này nối từ Điện Kính Thiên, tức là nơi thiết triều của cấm thành Thăng Long xưa, ra cánh cổng chính của di tích Đoan Môn. Cùng với con đường chính đạo, Hoàng thành Thăng Long chính là nơi đã khai quật được hàng ngàn hiện vật từ thời kỳ Đại La đến thời nhà Nguyễn. Để chiêm ngưỡng được toàn bộ những hiện vật đã được khai quật tại Hoàng thành Thăng Long thì chúng ta sẽ tiếp tục tham quan một gian trưng bày chuyên đề với chủ đề Thăng Long Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất. Tất cả những hiện vật được trưng bày đều được khai quật từ khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Những di vật, hiện vật vô cùng phong phú, đa dạng, phản ánh lịch sử lâu dài của kinh đô Thăng Long từ thế kỷ thứ 7 trải dài đến thế kỷ 19. Tất cả những hiện vật đây nó đều nói là những cái trang trí, những họa tiết này nó thể hiện những cái chủ đề về mỹ học, về tâm linh, nó rất là linh thiêng và người ta muốn giữ gìn nó, người ta bảo tồn nó rất là tốt. Từ phòng trưng bày, tôi tiếp tục đến khu trung tâm của Hoàng Thành, đó là Điện Kính Thiên. Đây là cung điện quan trọng bậc nhất, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, là nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự. Bậc thềm rồng trước nền Điện Kính Thiên mang vẻ đẹp uy nghi và cũng như là cổ kính của Hoàng thành Thăng Long mỗi khi mà du khách đến đây. Dung nhìn đôi rồng này, Dung có thể đoán được tuổi của chúng không? Theo phán đoán của em thì đôi rồng này có lẽ được xây dựng vào thời nhà Lê. Tuy nhiên thì vào cụ thể thời nhà Lê nào thì em cũng chưa được rõ lắm anh Vương Anh ạ. Vâng, chính xác là đôi rồng này được tạo tác vào thời vua Lê Thánh Tông. Giai đoạn mà Nho giáo được khẳng định và cái quân quyền được khẳng định một cách mạnh mẽ nhất thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đôi rồng này những cái đường nét tạo hình nó khẳng định cái điều đó. Với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, Hoàng thành Thăng Long luôn là điểm đến thu hút du khách. Trải nghiệm đặc biệt nhất tại đây của tôi chính là được hóa trang trở thành những nhân vật lịch sử qua những bộ cổ trang. Khi mà em mặc bộ trang phục này thì em thấy như thế nào? Em cảm giác như kiểu mình được trở về với quá khứ, trở về với lịch sử thực sự luôn ý chị Vân ạ. Rất là đẹp và giữa một cái không gian thì vô cùng là cổ kính rồi. Và giờ đây thì lại được hóa thân thành những nhân vật cổ trang qua những cái bộ trang phục cầu kỳ rất là đẹp mắt. Em thấy rất là thú vị ạ. Dạo bước qua từng di tích, lắng mình trong những câu chuyện xa xưa, chắc chắn bạn sẽ nghe thấy những thanh âm kỳ diệu của lịch sử rất đỗi hào hùng.